Trò chơi bóng hiến tế khủng khiếp của người Maya. Người Maya cổ đại được cho là những người đầu tiên chơi môn bóng đá như ngày nay. Môn thể thao Pocatoc được xem như một hình thức giải trí và thể hiện tín ngưỡng tôn giáo của cộng đồng. Người Maya xây dựng các sân bóng trên khắp lãnh thổ và các sân bóng cổ vẫn còn tồn tại ở bờ biển vịnh Mexico ngày nay. Sân bóng được xây dựng theo hình chữ Y, tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng của đế chế Maya. Hai bên sân là hai bức tường dốc để ngăn bóng bay ra ngoài và tăng độ đẩy của bóng. Trên các bức tường, cách mặt sân vài mét có gắn ba đĩa tròn bằng đá có lỗ ở giữa để làm cầu môn. Các cầu thủ phải đưa bóng qua đĩa để giành chiến thắng. Bóng được dùng trong trò chơi có chứa hộp sọ người bên trong để ám chỉ tính sống chết của trò chơi. Bên ngoài là một lớp cao su được làm từ một loại cây bản địa, chính là cây cao su ngày nay. Khi chơi bóng, các cầu thủ mặc yubuito để bảo vệ đầu gối, cổ tay và giúp chạm bóng tốt hơn. Các cầu thủ phải đảm bảo giữ bóng trên không bằng cách sử dụng tất cả các bộ phận trên cơ thể trừ bàn tay và bàn chân. Nếu một cầu thủ ghi bàn, anh ta sẽ có quyền lấy một món đồ trang sức quý giá của khán giả. Nhưng với đội thua cuộc, kết cục bi thảm đang chờ họ phía trước, đó là cái chết. Đội trưởng của đội thua cuộc phải dùng cái chết của mình để hiến tế cho thần linh. Đối với người Maya, việc hiến tế luôn luôn là cần thiết để duy trì sự thịnh vượng cho quốc gia và sức mạnh của dân tộc. Các tranh vẽ trên sân Chichen Itza, sân bóng cổ lớn nhất của người Maya, cũng miêu tả cái chết của các cầu thủ thua cuộc. Mặc dù là một hình phạt nặng nề, nhưng đối với người Maya, đây là một nghi lễ tôn giáo thông thường và người hiến tế luôn cảm thấy vinh dự khi có thể được hầu hạ thần linh và đem lại sự ấm no cho dân tộc.